Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Chú chim tâm hồn của tác giả Mika Zunit là người Israel đã dùng hình tượng chú chim được tạo thành từ hàng trăm ngăn kéo chứa những cảm xúc khác nhau để lý giải một khái niệm rất trừu tượng, đó là tâm hồn. Bên trong tâm hồn, ở ngay chính giữa là một chú chim đứng trên một chân. Đó là chú chim tâm hồn, nó cảm nhận mọi điều ta cảm nhận. Một suy tưởng nhân văn của tác giả về thế giới tâm hồn của con người. Thẳm sâu trong cơ thể mỗi con người có một chú chim tâm hồn, một sinh linh bé nhỏ, có suy nghĩ, có cảm xúc và mơ ước. Chú chim ấy được tạo thành bằng hàng trăm ngăn kéo. Ngăn chứa nỗi buồn, ngăn chứa niềm vui, ngăn chứa lòng đố kỵ, ngăn chứa hy vọng, ngăn chứa sự căm ghét và thù hận, vân vân. Và có cả một ngăn chứa những bí mật sâu kín nhất, rất ít khi được mở ra. Chú chim tâm hồn giữ chìa khóa để mở những ngăn kéo này. Đôi khi ta có thể bảo chú nên mở ngăn kéo nào, nhưng có những lúc chú lại tự mình quyết định. Nếu mỗi ngày chú chim đều mở ra ngăn kéo hạnh phúc thì ta sẽ luôn hạnh phúc. Ngược lại, nếu chú chim mở ra ngăn tức giận thì ta sẽ luôn tức giận cho đến khi nào ngăn kéo đó được đóng lại. Mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, ta nên dành thời gian để lắng nghe tiếng gọi từ chú chim tâm hồn của mình. Với cuốn sách Chú chim tâm hồn, tác giả Mika Zunit đến từ đất nước Israel và bản dịch Việt ngữ do dịch giả Ngô Thu Trang biên dịch. Cuốn sách dày 44 trang do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2017 sẽ lôi cuốn bạn đọc bằng sự tinh tế, hàm súc, không ồn ào to tát, bằng những vần thơ như tiếng nói nhỏ, dung dị, tỏa hương thơm ánh sáng trong tĩnh lặng, nhắn nhủ và chia sẻ. Chú chim tâm hồn chính là bài ca về con người, về cuộc sống. Trong hành trình sống đầy đẹp đẽ và cảm động đó, tâm hồn chúng ta luôn rộng mở với những ngăn kéo cảm xúc chứa đựng thật nhiều bí mật. Đọc cuốn sách, ta cảm thấy rằng tâm hồn của mình chan hòa với xung quanh. Đó chính là sự nhạy cảm, đó chính là lúc mà chú chim tâm hồn lớn lên, lấp đầy. Và khi ai đó ôm ta từ rất sâu bên trong, chú chim tâm hồn lại lớn, lớn dần lên và lớn mãi. Thật ra tâm hồn của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng nhiều lắm. Và xét về nhiều khía cạnh trong đời sống, tâm hồn là quan trọng, là cần chú ý quan tâm hơn rất nhiều. Một tâm hồn trong sáng khỏe mạnh dễ mang lại cho ta cuộc sống yên vui, hạnh phúc, ngay cả khi ta gặp những nghịch cảnh khó khăn. Bạn sẽ không bao giờ có được giây phút nào bình yên, thanh thản nếu trong lòng bạn chứa chất đầy những thù hận, sự nghi ngờ, ghen tị hay theo đuổi một tham vọng chưa đạt được. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi biết rằng để có được một cuộc sống thực sự yên vui, hạnh phúc, một tâm hồn trong sáng và thanh thản, chúng ta cần phải biết nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những gì tươi mát, tốt đẹp, tránh xa những gì độc hại gây thương tổn. Sống xung quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng trân quý và cần được trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta. Tâm hồn không phải là đền đài, nhà tượng, nó là đời sống cảm nhận và hành động. Mọi người đều khác biệt và sâu bên trong mỗi người lại có một chú chim tâm hồn khác biệt. Cuốn sách giúp cho người đọc một cảm hứng sống để chắc chiêu, nâng niu, làm nên giá trị sống cho mỗi người. Một vài người trong chúng ta luôn nghe thấy tiếng nói, số khác gần như không bao giờ nghe thấy. Và cũng có những người chỉ nghe thấy chú chim tâm hồn duy nhất một lần trong đời. Câu thơ cuối cùng của cuốn sách như lời thì thầm trước buổi ban mai. Khi xung quanh đều vắng lặng, ta nên lắng nghe chú chim tâm hồn đang trú ngụ sâu trong lòng mình. Và tâm hồn bạn sáng láng cùng với ánh sáng tinh khôi, không gian rất đổi bình yên đang mở chào. Những cung bậc cảm xúc của chú chim vẫn tồn tại trong mỗi người, tĩnh lặng và xao động. Nó cảm nhận mọi điều ta cảm nhận. Chú chim tâm hồn chính là bài ca về con người, sống thật là đẹp đẽ, trân trọng và cảm động. Trong hành trình ấy, tâm hồn luôn rộng mở với những ngăn kéo cảm xúc nhiều bí mật. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cuốn sách Chú chim tâm hồn của tác giả Mika Zunit.